giải nhiệt mùa hè bằng một lô tủ lạnh hàng mua đấu giá. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho Nhật. Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội thì mát mẻ, không khí thực sự là dễ chịu sau những ngày nắng nóng. Để giải nhiệt mùa hè hôm nay, kho Nhật Bùi Huy tiếp tục về tủ lạnh. Tủ lạnh hàng mua đấu giá luôn là một sản phẩm hot quanh năm, không kể mùa vụ. Điều hòa thì nó mùa nóng, máy giặt thì mùa mưa thì bán nhiều hơn tại vì nó có sấy. Nhưng mà riêng tủ lạnh thì là quanh năm chỉ sợ không có hàng nữa, thì là hàng mua đấu giá nó không nhiều. Đợt này thì vẫn như mọi đợt thì nó sẽ có điều hòa mới, có tủ lạnh mới, tủ lạnh lướt và tủ lạnh trưng bày. Đợt này thì không nhận quý mua được xuất hiện hàng mới giá rẻ, thế nên là chúng ta sẽ thấy là nhiều điều hòa mới, hàng mới mà giá rẻ thì chúng ta phù hợp. Đây là một mẫu tủ của Hitachi 620 lít, 620 lít các bạn nhé. Đó, X là màu đen, 620 lít. Tại kho Nhật Bùi Huy đợt này về thì sẽ có đủ hết các model tủ mới, là tủ 620 lít, 670 lít và 735 lít, tất cả đều bao giá toàn quốc luôn. Đấy, thì các bạn hoàn toàn yên tâm, tủ 620 lít thì có cả model tủ mới, nghĩa là model mới của năm 2023, năm 2024 và model cũ của năm 2022. Model của năm 2022 thì nó có một cái hay và nhiều khách thích, đây chính là kích thước chiều ngang. Kích thước chiều ngang của model năm 2022 này, chiều ngang của nó là 75 cm, còn kích thước của model năm 2023-2024 thì chiều ngang của nó chỉ có 65-68 thôi. Kích thước chiều ngang nó to thì mình cái tủ nó bề thế hơn, rất nhiều khách thích cái kích thước tủ to. Nếu như mà các bạn để ý ấy, những cái mẫu tủ 620 lít này này, model của năm 2022 này này, ở bên ở ngoài thị trường ấy, thì họ đang bán rất là cao, tại vì ở ngoài thị trường không còn nữa. Thế nhưng mà kho Nhật Bùi Huy thì vẫn bình ổn giá, đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Để biết giá cụ thể là bao nhiêu thì các bạn cứ inbox cho tôi hoặc là gọi điện trực tiếp, bởi vì giá nhiều mã tôi không nhớ. Đây này, mã này là mã của 2023-2024 này, có 2T này. Đấy, là mã của đời mới. Các bạn yên tâm là mua những cái mẫu tủ này mới như thùng tại kho Nhật Bùi Huy, các bạn sẽ được rẻ hơn thị trường 2 triệu, nhưng không phải là ít, bao giá toàn quốc luôn. Luôn cam kết mang đến cho bạn những giá trị tốt nhất cả về chất lượng. Đây là một mẫu tủ mặt kính cao cấp màu 3, màu nó thật đẹp luôn các bạn nhé. Những mẫu tủ này tôi cam kết về hiệu quả, nghĩa là các bạn dùng mà không phê không lấy tiền, giá thì rất rẻ luôn. Tôi chưa xem giá nhưng chắc có thể đâu đó chỉ hơn 20 triệu thôi, khoảng loanh quanh hơn 20 triệu và 30 triệu một mẫu tủ mặt kính cao cấp nhất của Toshiba, có bảng điều khiển cảm ứng, cửa mở điện cảm ứng, có sơn vân rất đẹp quan này. Chúng ta đi xem trực tiếp thì chúng ta mới thấy cực kỳ đẹp luôn, hàng mua đấu giá cực nét luôn các bạn nhìn này, đẹp nguyên bản luôn nhé. Đấy, không như hàng bãi về chúng ta phải sơn vân phun mái luôn. Bên này là một mẫu tủ 5 cánh, một mẫu tủ 5 cánh để biết tủ. Nếu mà chúng ta muốn mua một cái mẫu tủ mặt kính đẹp như mới mà giá hợp lý thì tủ 5 cánh này là một lựa chọn tối ưu. Những cái mẫu tủ thuộc phân khúc hơn 20 triệu mà đáng mua nhất đấy chính là những mẫu tủ 5 cánh như thế này. Đây các bạn nhìn này, như mới luôn, sản xuất trong năm 2023 thôi. Quá đẹp luôn các bạn. Những mẫu tủ như này nó mới lên đến khoảng 98%, vận chuyển nó có bụng. Còn nếu các bạn xem thực tế trực tiếp quả thế như mới luôn, và phân khúc tiền nó chỉ hơn 20 triệu. Đấy là cái lý do mà tôi chia sẻ là những mẫu tủ 5 cánh như này là những mẫu tủ mà
rất đáng để chi tiền cho một khúc gần 20 triệu. Quá đẹp luôn. Mặt kính chịu lực cực xước, full công nghệ, xuất năm 2023. Dung tích hơn 400 lít rồi. Bên này là một mẫu tủ của Hitachi các bạn này. Đấy, khui hàng trực tiếp như này chúng ta mua hàng rất là yên tâm. Không sợ là hàng bông má, sửa chữa hay là thay thế. Đi mua hàng cũ thì đa số, đặc biệt hàng bãi là đa số là họ về họ phải mông má, sơn si, sửa chữa. Đúng không ạ? Và những cái chất hàng như của chúng ta như này chúng ta về thì nó lâu như là hơi thiếu sáng cho nhìn đấy, nó không được trắng. Nhưng mà nếu chúng ta xem trực tiếp chúng ta thấy là nó cực trắng và mới, như tủ mới luôn đấy các bạn. Có tủ 600 lít của Hitachi. Dòng này được đánh giá là dòng có thiết kế đẹp nhất của Hitachi các bạn này. Tất cả hay là cái chất lượng. Các bạn nhìn thấy quy cách đóng gói của hàng mua đấu giá rất cẩn thận. Mấy lớp bìa, mấy lớp xốp mút. Đây là một dòng tủ Hitachi tôi chia sẻ, nó như là một thanh sô cô la khổng lồ, màu nâu cà phê, kính. Đây là những cái dòng thiết kế đẹp nhất của Hitachi đây các bạn này. Đây, màu rất đẹp luôn. Kính tràn viền. Con này cũng là 600 lít. Các bạn nhé. Sách hướng dẫn phiếu bảo hành ở trong này các bạn nhé. 600 lít, một cái dung tích rất là lý tưởng để chúng ta bảo quản hoa rất rộng. Thường thường những mẫu tủ nội địa của Nhật thì nó chỉ đâu đó khoảng tầm hơn 500 lít là trung bình. Đây là một mẫu tủ của Panasonic. Bạn chưa công nghệ các bạn nhé. Có đủ hết công nghệ luôn. Diệt khuẩn bằng nano X. Nồi cơm. Tủ đẹp như mới luôn các bạn nhé. Rất rộng. Phần tủ này là dung tích rộng nhất của Panasonic, 650 lít, kích thước chiều ngang đến 75 cm. Tôi sẽ nhanh chóng lên clip này cho các bạn xem. Quá đẹp luôn. Đây là mẫu tủ 670 lít này, là một mẫu tủ rất đặc biệt. Đấy, nó phù hợp với lại là một mẫu tủ duy nhất hàng nội địa Nhật phù hợp với lại cái kích thước của bếp của Việt Nam. Con này chiều dày của nó chỉ có 64 cm thôi. Trong khi đó tất cả các mẫu tủ của Việt Nam đều dày khoảng 70 cm đến 75 cm. Nếu các bạn mua những mẫu tủ rộng thì dung tích lớn này thì chiều dày của nó lên đến 74 cm cơ. Đấy. Và nếu chúng ta để vào cái khung nội thất thì chúng ta sẽ thò ra 10 phân. Còn mẫu tủ 670 lít này kích thước chiều ngang chiều dày của nó chỉ có 64 thôi. Rất phù hợp. Với tủ bếp của Việt Nam. Tất cả đều là hàng mới nguyên thùng, hàng mua đấu giá đẹp như mới. Các bạn đang có nhu cầu muốn mua tủ lạnh nội địa của Nhật hoặc là máy giặt điều hòa, máy là nước tạo kiềm, thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ với công nghiệp Chú Huy để chúng ta có thể chọn được những mẫu sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.